Chào các bạn, lại là mình đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và review cho các bạn trường Đại học Nam Úc, là một trong những trường lớn nhất tại Nam Úc cũng như là thành phố Adelaide. Đây cũng chính là trường mà mình đang theo học ngành IT. Và trong video này mình cũng chia sẻ với các bạn về cơ sở hạ tầng, vật chất cũng như là học phí và những cái điều khác về cái trường Đại học Nam Úc nữa. Đại học Nam Úc và Đại học Adelaide là hai trường lớn nhất tại Nam Úc và cũng là top 10 trường đại học và tốt nhất ở nước Úc luôn. Thì đây là trường đại học mà có thể nói là cơ sở hạ tầng rất hiện đại và có tới 4 chi nhánh. Một là chi nhánh ở West Campus ở Sydney, hai là East Campus cũng ở Sydney luôn. Chi nhánh thứ ba là ở McGill's là cũng ở gần Sydney. Và chi nhánh cuối cùng, hơi xa Sydney một chút, đó là chi nhánh Mawson Lake. Đây cũng là chi nhánh có diện tích lớn nhất trong tất cả các chi nhánh của Đại học Nam Úc. Mình học về IT và nếu mà một số bạn khác học về kỹ thuật thì cũng sẽ học trên chi nhánh Mawson Lake. Còn ở nếu mà học kinh tế thì các bạn sẽ học ở West Campus. Còn học về y tế, khoa học về y dược thì các bạn có thể học ở East Campus. Nếu mà các bạn học về construction, có nghĩa là học về xây dựng các bạn, thì các bạn cũng sẽ học ở East Campus luôn. Còn ở McGill thì dạy về một số lĩnh vực khác, ví dụ như môi trường v.v. Trên màn hình của các bạn đó là trường Đại học Nam Úc chi nhánh Mawson Lake. Và mình cũng đang bước vào cái khuôn viên của trường đây. Các bạn có thể thấy rằng là cái chi nhánh Mawson Lake là cái chi nhánh rất lớn, cho nên là xung quanh là rất là nhiều bãi đổ xe luôn. Các bạn có thể đổ xe là hai bên đường nè. Cũng có những bãi đổ xe riêng. Thì khi mà các bạn đổ xe ở đây á, thì các bạn sẽ tải một cái app, đó là app Parky. Đây là một cái app dành riêng cho việc đổ xe ở Đại học Nam Úc. Thì khi mà các bạn đổ xe tại các nơi như thế này thì chi phí rất là rẻ luôn. Đổ xe một tiếng đồng hồ các bạn có 0,2 đô la thôi. Có nghĩa là 20 cent thôi. Cho nên là các bạn đổ một ngày luôn vẫn có thể tốn là khoảng 1 đô la đến 2 đô la thôi các bạn. Không có nhiều đâu. Rẻ hơn rất là nhiều so với các bạn nào học ở West Campus thì các bạn phải đổ xe ở ngoài đường hay là trong các bãi đổ xe riêng tư. Thì các bạn phải trả một cái khoản tiền là lớn hơn rất là nhiều. Trung bình là khoảng 4 cho đến 6 đồng cho 1 giờ. Thì mình đổ 3 tiếng hồ ở CD á. Tại vì mình có một môn học là môn kế toán, mình học ở City West thì mình phải tốn khoảng 12 đồng các bạn. Cho nên là bạn nào học Mawson Lake thì có vẻ là nếu mà đi Perth thì hơi xa một chút, nhưng mà các bạn sẽ cảm thấy rộng rãi, thoải mái và đậu xe rẻ hơn rất là nhiều luôn. Cho nên là một số bạn mà học ở chi nhánh là Mawson Lake á, nếu mà các bạn có ô tô á, thì các bạn thích hơn rất là nhiều. Nhiều khi còn muốn học ở đây hơn là học ở City các bạn. Đây là một cái bãi đổ xe và sau block E, nơi mà mình hay đổ xe và có thể đi đến rất là nhiều block khác, rất là gần luôn. Thì đây là một cái quang cảnh, một cái hồ, đây là Mawson Lake. Nên là xung quanh đây á, là có rất là nhiều ngôi nhà đẹp luôn và có cái hồ rất là lớn. Thì gần đây có rất là nhiều quán xá, ví dụ như là quán Thái nè, quán Nhật, quán Hàn, rồi rất là nhiều quán cà phê. View ra bờ hồ rất là đẹp luôn. Ở đây á, lại có hẳn cái một trung tâm thương mại riêng. Cho nên á, là ở đây sẽ có Woodward nè. Rồi những cái khu mua sắm khác. Có thể nói là cái khu này là khu mà trung tâm nhất của cái khu vực phía Bắc thành phố Adelaide. Cho nên các bạn học ở đây á, hoặc là sống ở đây thì cảm thấy rất là thoải mái. Đồ ăn cũng rất là rẻ luôn. Nếu mà các bạn ăn trưa ở đây á, thì có thể ăn ở căng tin, hoặc là mình có thể ghé quán Thái, ăn món Thái, rồi ăn sushi quán Nhật, hoặc là ăn các món của Hàn Quốc. Và đặc biệt có những cái quán ăn của Việt Nam nữa. Hoặc là cũng các bạn có thể làm ở đây. Ở đây có rất là nhiều quán xá và nhu cầu về nhân lực rất là cao luôn. Cho nên các bạn nhiều khi có thể là kết hợp giữa việc làm với việc học thì rất là tiện. Trong khuôn viên trường thì có rất là nhiều cây xanh. Và mỗi chi nhánh đều có một cái hội trường riêng, nơi mà mình có thể tổ chức các sự kiện.
Đây là cái hội trường của chi nhánh Motion Lab các bạn. Mình rất là thích cái không khí đây luôn. Đến đây á, là vừa yên tĩnh nè, cây xanh nhiều. Cái cảm giác ở nước Úc á, là không khí trong lành mát mẻ nữa. Cho nên là mình đi bộ trong khuôn viên của trường cảm thấy rất là đã luôn các bạn. Xung quanh thì rất là nhiều tiếng chim kêu, những chú chim hay là những cái con vật nhỏ như sóc đều sống chung với mọi người rất là tự nhiên luôn. Cho nên là các bạn mà bỏ tiền ra học ở Đại học Nam Úc á, thì cảm thấy rất là xứng đáng luôn. Bởi vì trường Đại học Nam Úc mọi thứ đều rất là hiện đại, khác với trường Đại học Adelaide mang tính chất cổ kính hơn, thì Đại học Nam Úc với những cái công trình rất mới, rất hiện đại và rất là rộng rãi. Đặc biệt nhất là mình rất là thích ngồi những chỗ như thế này. Thường là mình sẽ có những tiết học lecture, có nghĩa là học online các bạn, thì mình có thể là kiếm những chỗ ngồi như thế này có đầy đủ luôn. Trước mặt mình là quán cà phê, mình thường mua một ly cà phê ngồi học tại một cái bàn như thế này. Mỗi bàn đều có sẵn ổ cắm điện, mà cũng nhìn vậy thôi cũng rất là sạch sẽ luôn các bạn. Ngồi dưới những bóng cây rất là mát mẻ. Trong trường thì có rất là nhiều cái thùng rác như thế này và được dọn mỗi ngày luôn. Còn nhân viên lau dọn vệ sinh là quét lá cây các bạn cũng làm việc mỗi ngày nên nhìn trường cũng khá là sạch sẽ. Và mùa đông thì những chỗ như thế này hơi lạnh một chút. Thì một số bạn thì sẽ vào lớp học, vào thư viện hoặc là vào quán cà phê gần đây. Riêng mình thì mình rất là thích ngồi ở ngoài, cho nên là mình sẽ mặc một chiếc áo lạnh và ngồi đây nhâm nhi một ly cà phê và học. Trong trường các bạn thì có rất là nhiều cái du học sinh khác nhau. Nhưng mà mình thấy là cái người bản địa cũng cũng không học lớp mình nhiều. Nó tùy lớp thôi. Có một số lớp thì có rất là nhiều người Úc luôn. Còn có một số lớp thì đa số là người international, có nghĩa là tất cả các nước trên thế giới. Nhưng mà mình thấy đông nhất là người Trung Quốc và người Ấn Độ. Dường như các bạn qua đây thì đều có học thức hết. Cho nên là cho dù ở nước nào các bạn đều mấy bạn đấy đều chơi rất là tốt. Cũng tùy người thôi. Nhưng mà đa số mấy bạn Ấn Độ hay Trung Quốc thì mình thấy cũng rất là nice. Nhiều khi các bạn trong trường cũng vẫn có những cái quang cảnh mùa thu lá vàng như thế này. Trường thì có những cái cầu đi bộ nè, rồi cũng có những cái khu lát gạch thì nhìn cũng rất là hay. Trong trường là những chỗ mà mình có vạch trắng như thế này là mình đi bộ rất là an toàn, có nghĩa là xe đi qua là phải nhường hết, mà đi rất là chậm luôn nên là mọi người cứ yên tâm. Nói chung là mình thấy cơ sở hạ tầng đây rất là hiện đại, cho nên là bỏ những cái đồng tiền mà mình đi du học các bạn thì mình cảm thấy rất là xứng đáng luôn. Ngoài việc mình có kiến thức á, thì sau khi học xong á, thì mình sẽ được là 4 năm ở lại làm việc. Và trong quá trình mình học như thế này nè, mình vẫn có thể làm việc full time. Đây là hình ảnh một chú chim rất là thân thiện với con người luôn. Mình có thể vô tay và đụng chú chim này luôn các bạn. Chú chim này rất là dạng và dường như là không có mối đe dọa nào với bọn chúng, cho nên là bọn chúng không có sợ gì con người cả, mà luôn luôn thân thiện và muốn làm bạn với chúng ta nữa. Ở Việt Nam mà những chú chim như thế này gặp con người thì có thể là bay đi từ lâu rồi các bạn. Còn đây á, là khung cảnh tại căng tin của trường. Những cái món ăn của Tây các bạn thì cũng tùy món, có những món cũng ăn cũng rất là ngon. Ví dụ đây mình đang ăn một món là IQ, có nghĩa là món ăn của Mexico các bạn, nhìn cũng rất là hay. Còn nếu mà các bạn nào uống cà phê thì trong đây giá cà phê cũng rất là rẻ, có khoảng 4-5 đồng cho một cái ly cà phê thôi. Thường là những cái buổi mà học thì rất là vắng. Đây là quang cảnh của thư viện ở lầu 2 các bạn.
Ở lầu 2 thì sẽ có một không gian riêng dành cho các bạn tự học, học nhóm. Tụi mình thường lên đây khi mà rảnh rỗi hoặc là có những cái buổi họp. Thì các bạn có thể thấy rằng là lầu 2 rất là rộng luôn, rộng như một sân bóng vậy. Cho nên các bạn lên đây rất là yên tĩnh. Ngoài ra vẫn có những cái phòng họp riêng nữa. Còn đây là cận cảnh một cái buổi học. Tụi mình đang thuyết trình cái môn là Communication, có nghĩa là giao tiếp đó các bạn. Thì môn này cũng khá là hay, và môn này cũng rất là dễ học luôn. Mỗi nhóm sẽ có những cái buổi thuyết trình khác nhau vào cuối kỳ để có điểm. Những bạn Ấn Độ hay Trung Quốc thì rất là năng động các bạn. Những bạn Việt Nam cũng vậy. Thì các bạn lên thuyết trình rất là tự tin luôn. Cho nên là đây là cái môi trường mà tạo cho các bạn cái sự tự tin nè, cái vốn tiếng Anh nè, cũng như là những cái kiến thức về giao tiếp trong tiếng Anh rất là hay. Ngoài ra còn có những cái kiến thức khác nữa. Trong lớp thì có rất là nhiều cái phương tiện kỹ thuật hiện đại, bảng nè, rồi máy chiếu nè, màn hình, đèn, máy sưởi, máy lạnh, rất là đầy đủ các cái dụng cụ luôn. Bên ngoài trường cũng có nhiều chỗ để chúng ta lấy nước uống miễn phí nữa. Một số bạn học ở đây thì nếu mà tiếng Anh chưa tốt thì các bạn có thể là tự luyện thêm ở nhà. Và cái việc học như thế này các bạn, là đa số nếu mà mình học thạc sĩ thì tụi mình cũng sẽ tự học là chủ yếu. Còn lên trường thì có 2 buổi một ngày thôi. Ngoài những buổi lên trường thì tụi mình cũng có những cái buổi tiệc liên hoan với nhau như thế này. Bạn bè người Việt Nam, người Trung Quốc, người Ấn Độ chơi chung với nhau hết sức bình thường luôn. Mỗi môn học chúng ta sẽ học ở những phòng khác nhau. Thì mình đang đi ở lớp P. Thì lớp P này thì mình cũng sẽ học rất là nhiều môn khác nhau luôn. Những chỗ học như thế này sẽ có những cái chỗ đổ xe dành cho xe đạp nữa. Bên trái là những cái chỗ đổ xe dành cho xe đạp các bạn. Hiện tại thì mình đang học, trong tuần mình học có 2 buổi. Những buổi còn lại thì mình được làm là full time hoặc là part time hoặc là casual, là tùy theo các bạn thôi. Tại vì bây giờ nước Úc đang rất cần nhân lực, và những bạn sinh viên là được làm không có giới hạn thời gian luôn. Trước đây là mỗi tuần các bạn chỉ được làm 20 giờ thôi, và bây giờ các bạn không giới hạn thời gian, cho nên là một số bạn làm tới 30-35 giờ vẫn được. Với những cái mức thu nhập như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể là trang trải hết tất cả những chi phí ăn ở luôn. Một số bạn còn tích lũy để đóng được học phí nữa, nhưng mà không có đóng được hết đâu các bạn, bởi vì học phí rất là nhiều, cho nên là các bạn cũng đóng được một phần thôi. Và chắc chắn là phải có sự hỗ trợ từ gia đình rồi. Những cái khung cảnh ở trong đây thì mình thấy là có rất là nhiều cái mảng xanh, và từng ngọn cây, từng ngọn cỏ đều được chăm sóc rất là kỹ. Cho nên là cái mảng xanh trong đây rất là nhiều. Có những con đường đi giữa những cái công viên như thế này á, mà khuôn viên của trường các bạn, làm cho mình cảm giác là rất là thoải mái, rất là mới mẻ, rất là tươi mát luôn. Ngoài ra là trong khuôn viên của trường luôn có những cái câu lạc bộ như thế này. Những câu lạc bộ này là những câu lạc bộ của trường, thường có những cái buổi sinh hoạt hay là tổ chức như thế này. Rồi là phát thức ăn miễn phí nữa. Ví dụ như là một số câu lạc bộ khiêu vũ nè, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ cầu lông, hay nhất là có những chiếc xe truck như thế này và phát đồ ăn miễn phí. Mình đã lấy được là 2 cái donuts và một cái bánh như thế này. Thì có những người trong đây thì rất là nice luôn. Lâu lâu mình đi như thế này nè, sẽ có một số người tới phát đồ ăn, rồi mời mình ăn đồ ăn miễn phí nữa. Nếu mà các bạn muốn vào những cái câu lạc bộ này thì chúng ta rất là đơn giản thôi. Bây giờ là thời buổi công nghệ rồi, các bạn chỉ cần là lấy điện thoại ra quét cái mã vạch như thế này, thì các bạn sẽ vào thẳng website, vào thẳng cái phần đăng ký luôn.
có rất là nhiều câu lạc bộ để chúng ta tham gia. Ủa, ý là mấy cái này là gì, nó cho đồ ăn rồi, cho đồ ăn miễn phí này nọ hả? Ngoài ra chúng ta cũng thể là làm tình nguyện để tham gia vào những câu lạc bộ này. Chơi đám đĩa không hả? Câu lạc bộ bóng đá không? Đâu? Rồi, soccer lớp đúng không? Mà thôi, đá nhiều. Trong trường, khuôn viên trường á, thì sẽ có rất là nhiều cái chỗ mà chúng ta có thể ngồi, hay là những cái khu ghế đá công viên, và có sẵn ổ điện luôn các bạn, nên các bạn nào mà sạc pin điện thoại hay là sạc pin laptop đều sẵn sàng sạc được. Anh này thấy mình cũng đã mời đồ ăn này các bạn, rất là vui tính, rất là thoải mái luôn. Quay trở lại vấn đề học phí á, thì các bạn nào á mà muốn đăng ký đại học Nam Úc á, thì cứ đăng ký thoải mái đi, bởi vì á, là các bạn sẽ được chiết khấu, và so với những cái trường khác á, thì cái mức giá nó cũng sẽ tương đương. Nhưng mà Đại học Nam Úc và Đại học Adelaide là trường top của nước Úc, cho nên là các bạn sẽ có bằng danh tiếng hơn rất là nhiều luôn, và cơ hội xin việc làm cũng cao hơn nữa. Trong khuôn viên trường thì mình sẽ có một số nơi là lấy thức ăn miễn phí vào thứ năm hàng tuần, ví dụ như Lock E ở đây. Đây là bãi đổ xe, thì sau khi những tiết học xong thì mình cũng sẽ ra về. Và lái xe cũng rất là dễ dàng luôn. Trong trường các bạn thì nếu mà di chuyển, các bạn di chuyển với tốc độ 20 km/h thôi, bởi vì trong trường là luôn có học sinh, cho nên là việc giữ an toàn cho những bạn học sinh rất là quan trọng. Những chỗ vạch trắng như thế này là thường xuyên có người đi qua lại, nên chúng ta phải đi rất cẩn thận, nhìn trước ngó sau. Còn luật lái xe ở Úc á, là những chỗ mà có bảng stop như thế này nè, thì mình á, là phải dừng lại khoảng 3 giây, rồi sau đó quan sát, rồi sau đó mới đi tiếp. Chứ không phải là stop là dừng lại luôn đâu các bạn. Hôm nào có dịp mình sẽ làm cho các bạn một cái video nói về lái xe và luật lái xe của Úc nữa. Trước mặt mình á, là có một số cái bãi đổ xe khác, có thể nói là trường Đại học Nam Úc chi nhánh Mason Lake rất là rộng luôn, và có rất là nhiều bãi đổ xe. Mặc dù vậy các bạn, học sinh cũng rất là đông, cho nên là nhiều khi mình học vào những cái tiết cao điểm, ví dụ như là học vào lúc 1 giờ chiều chẳng hạn, thì kiếm chỗ đổ xe cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Tuy nhiên là trong trường hợp vậy, mình có thể đổ xe những nơi xa hơn một chút, thì hoàn toàn có thể kiếm hơn một chỗ đổ xe trong khuôn viên của trường. Học ở Đại học Nam Úc á, thì các bạn có thể là học đại học nè, học thạc sĩ hoặc là học tiến sĩ. Ở trường có rất là nhiều ngành khác nhau luôn, từ những ngành về kinh tế, rồi kỹ thuật, cho đến những ngành về y dược, về môi trường vân vân. Cho nên là các bạn có thể thoải mái lựa chọn tất cả những ngành nghề khác nhau. Bởi vậy những bạn nào mà muốn là qua thành phố Adelaide, qua Nam Úc để học và định cư sau này á, thì các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn. Còn những bạn nào học nghề á, thì có thể là học ở TAFE. Trường TAFE là trường chuyên về dạy nghề đấy các bạn. Tuy nhiên mình thấy là cái nào cũng có giá của nó. Nếu mà chúng ta học đại học á, thì cái cơ hội việc làm tốt hơn, cũng như là cái điểm xin định cư nó sẽ cao hơn. Với lại học nghề các bạn thì cũng chưa hẳn là một số bạn đã học được. Ví dụ như các bạn đã có bằng ở Việt Nam á, là bằng cao đẳng hoặc là bằng đại học rồi á, thì các bạn phải học cao hơn hoặc bằng. Còn học nghề nào là thấp hơn thì rất là khó để các bạn có visa luôn. Còn mà nếu qua đây á, các bạn đã có visa học các trường đại học cao đẳng hoặc là thạc sĩ, tiến sĩ, thì các bạn đổi qua học nghề á, thì cũng có thể được, nhưng mà phải có lý do chính đáng. Chứ còn nếu mà không có lý do chính đáng thì cũng khá là nguy hiểm. Nhiều khi á, thì chúng ta cũng có thể bị xem xét và có thể tước visa luôn các bạn. Để đi đến trường Đại học Nam Úc chi nhánh Mason Lake các bạn, thì chúng ta đa số là đi highway. Cho nên là một số bạn á, mà học ở Đại học Nam Úc và chi nhánh Mason Lake, mà các bạn ở đường Hanson Road, có nghĩa là khu vực của Việt Nam á,
thì các bạn hoàn toàn có thể là đi xe hơi rất là nhanh trong vòng khoảng 15 phút. Còn bạn nào mà ở gần city, là gần trung tâm thành phố các bạn có thể đi xe hơi hoặc xe bus rất là nhanh. Tại vì là nếu mà chúng ta ở Hudson Road là khu Việt Nam, nếu mà các bạn đi xe bus thì các bạn phải đi xe bus xuống city trước, rồi đi xe bus từ city lên Mountain Lake nữa. Cho nên là nó mất khá là nhiều thời gian, khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Bởi vậy là các bạn nào mà đi xe bus thì các bạn nên chọn chỗ ở tốt nhất là gần trường. Thứ hai là gần city thì các bạn có thể đi đến chi nhánh Mountain Lake là dễ hơn. Còn nếu mà các bạn đi xe hơi thì các bạn có thể ở chỗ khu vực của Việt Nam là đường Hudson Road, thì các bạn có thể đi đến Mountain Lake cũng khá là gần. Ở Nam Úc thì các bạn có hệ thống đường cao tốc rất là tốt luôn. Cho nên là học những trường đại học là gần gần cái trung tâm thành phố, bán kính khoảng là 10 đến 20 cây số thì các bạn đi khoảng là không tới là 20 phút đâu. Ở Nam Úc có thể nói là đường xá rất là rộng lớn luôn. Chúng ta đi thì rất là nhanh và thuế thì không phải đóng nhiều. Chứ các bạn ở Sydney hay là Melbourne, các bạn đi một số con đường mà về chúng ta bị trừ thuế rất là nhiều luôn. Một ngày các bạn có thể đi phải tốn, nhiều khi cũng tốn tới khoảng 30, 40, 50, 60 đồng các bạn. Cho nên là mình thấy ở Adelaide là có rất là nhiều cái hay. Ví dụ như là chi phí cũng khá là mềm, rồi là xe cộ cũng khá là dễ đi, cuộc sống khá là yên bình, khí hậu thì rất là mát mẻ luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến City và tìm hiểu về Đại học Nam Úc, chi nhánh City West là cái campus chính của trường và là đầu não của tất cả các bộ phận quan trọng của trường luôn. Thì phía trước mặt của chúng ta là Đại học Nam Úc các bạn. Học ở khu vực City thì sẽ đông vui hơn, nhưng mà bù lại chúng ta phải tốn tiền để xe nè, ăn uống cũng có thể là mắc hơn nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn đi xe bus thì ok. Đây là con đường cầu vòng dẫn tới trường này các bạn. Trên đường này thì có rất là nhiều cái mốc lịch sử luôn. Thì các bạn đi, các bạn có thể đọc những cái thông tin trên đường này. Mình thấy cũng khá là hay. Ở City Adelaide các bạn có rất là nhiều cái nơi mà mang tính nghệ thuật như thế này. Rồi mình đã để xe ở ngoài và mình đã đi bộ vào trong. Đây là Đại học Nam Úc này các bạn. Thì vào trong thang máy thì bên trong á các bạn, mình rất là ngạc nhiên luôn khi mà cái khuôn viên của cái nơi mình học á có rất là nhiều chỗ để các bạn tự học luôn. Mỗi chỗ á thì sẽ có những cái nơi mà chúng ta có thể tự học nhóm nè. Mỗi nơi như vậy các bạn thì sẽ có một cái màn hình TV riêng nữa. Rất là xịn sò, rất là hiện đại luôn. Máy tính thì để khắp mọi nơi. Rồi chỗ ngồi nè, chỗ tự học cũng trang bị rất là tiện lợi. Có một cái rất là hay ở đây nữa là Wi-Fi ở trường cực kỳ mạnh và hoàn toàn miễn phí cho các bạn luôn. Cho nên là cái dịch vụ và cơ sở hạ tầng ở Đại học Nam Úc là khỏi phải chê đấy các bạn. Trường thì không có trả chi phí quảng cáo cho mình đâu, nhưng mà mình thấy rất là tự hào khi mà học ở trường Đại học Nam Úc luôn. Khi mà mọi thứ ở đây đều rất là bài bản, thầy cô cũng rất là nice. Học ở City thì có vẻ là cảm giác sẽ đông vui hơn. Khi mà mình vừa học xong thì tụi mình cũng sẽ đi dạo một số nơi và tìm những nơi ăn uống khác nhau nữa. Còn bạn nào học ở City thì cái là có nghĩa là học ở trung tâm thành phố các bạn, thì cơ hội việc làm các bạn gần đây cũng sẽ rất là nhiều. Vừa học vừa làm luôn, rất là tiện. Bạn nào mà đi xe bus thì học ở City thì rất là hay, bởi vì là tất cả các tuyến đường xe bus, train cũng như là xe lửa các bạn đều kết nối xuống City rất là nhanh. Bên ngoài khuôn viên trường là được lát đá rất là hiện đại và đẹp nữa. Bên tay phải các bạn là cái hội trường của trường. Nhìn vậy thôi và bên trong là cực kỳ rộng lớn luôn.
Mọi thứ ở đây đều được quy hoạch rất là bài bản, rất là hiện đại. Đây là những chiếc xe đạp điện các bạn nè. Các bạn thường đi xe đạp hoặc là xe đạp điện tới city cũng rất là hay, rất là thuận tiện luôn. Rồi, mình cũng đã nói sơ một vài nét về trường cũng như là những cái thông tin cơ bản nhất về cái trường Đại học Nam Úc nơi mà mình đang học. Thì các bạn có những ý kiến như thế nào hoặc là các bạn có những mong muốn gì, hỏi thêm thông tin gì thì các bạn hoàn toàn có thể để lại comment bên dưới. Bởi vì mình cũng đang học tại trường cho nên là mình cũng sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi của các bạn nếu mà mình có thể. Hôm nào có dịp thì mình sẽ qua quay trường Đại học Adelaide. Thì mình biết có một số bạn học trường Đại học Adelaide hay là trường Đại học Torrens hay là Flinders. Thì những trường này cũng khá là đẹp. Hy vọng rằng sẽ có dịp quay những cảnh đẹp cho các bạn xem. Rồi, video mình đến đây cũng đã kết thúc. Thì các bạn thấy video mình hữu ích thì hãy cho mình một like, share và đặc biệt là subscribe ở nút màu đỏ bên dưới các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video mình đến thời điểm này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.